không đau chia sẻ cuộc sống riêng tư hậu ly hôn. Nhiều năm qua, Quang Minh và Hồng Đào được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thế nhưng đến cuối cùng, cả hai quyết định đường ai nấy đi khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng và tiếc nuối. Thời gian gần đây, Hồng Đào đã chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống riêng tư của mình. Mới đây nhất, nữ diễn viên vừa đăng tải ảnh chụp chung cùng con gái trong ngày sinh nhật tuổi 20 của Sophia Minh Châu. Có thể thấy hai mẹ con đã có rất nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Hồng Đào cũng vui vẻ hơn trước và khoe trọn nhan sắc rạng rỡ của mình sau những biến cố hôn nhân. Đáng chú ý, con gái của Hồng Đào được dân mạng xích xoa không ngớt vì ngoại hình nổi bật với nhan sắc xinh đẹp, quan mặc thời trang vô cùng sang chảnh. Hồng Đào cũng gửi lời ngọt ngào tới con gái cưng. Mẹ vui mừng báo tin tuổi teen của con đã hết hàng. Happy birthday tuổi 20 Sophia. Chúc mừng sinh nhật con tuổi 20. Mong con khỏe mạnh, vui vẻ và thượng lộ bình an trên đường đời con nhé. Bên cạnh những thành tích học tập nổi bật, Sophia Minh Châu cũng sở hữu tính tự lập từ nhỏ. Sau thời gian làm việc tại Mỹ, Hồng Đào đã có thời gian trở lại Việt Nam. Dù bận rộn khi nhận lời tham gia các chương trình, dự án nhưng không quên dành thời gian để tận hưởng cuộc sống bình yên tại quê nhà. Hồng Đào còn tiết lộ về cuộc sống độc thân của mình hiện tại. Cô tiết lộ nhận được nhiều lời mai mối từ người thân. Tôi có cái số được các cụ yêu thích. Một bà bác có con trai 62 tuổi mà chưa vợ lần nào. Muốn làm mai cho tôi, mà vì bác đó cũng sợ con trai của mình sống cô đơn. Tuy nhiên cuối cùng tôi phát hiện ra là bà bác ấy mê tôi, chứ không phải con trai của bác ấy mê. Cho nên tôi vẫn cô đơn. Chia sẻ về cuộc hôn nhân tan vỡ, nữ nghệ sĩ tâm sự với truyền thông. Nhiều việc xảy đến với tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau 20 năm. Lại vừa tiễn đưa một người bạn thân ra đi mãi mãi, có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác.